là gọt nhau chắc sâu. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim ta nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say. Chùa cây suốt ngày cứ nói hận đàn bà, hận đàn bà. Một mình tôi ngồi trong làm việc cực như một con trâu. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đi đâu thế mặt mày đen thui? Cái này á là con tự con quạ mặt á. Quạ mặt phong cách gì vậy con? Cái này là tông đầu tắt mặt tối đó chú. Trời ơi, con bé này cứ vậy hoài. Hey, ủa sao con Tết nhất tới nơi con về quê đi mà con ở đây hoài vậy? Trời đất ơi, con nói nha, con là bạn của thằng Bần nè. Mà chú bắt con ở trong á, con làm việc quần quật hì hụt như một con trâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi sao con không về con chăm sóc ba mẹ con, thấy không? Ba mẹ con dưới cũng tội nghiệp, lên đây ở hoài thấy cũng ngại. Mà ba ơi, cái này là tại vì Lý nó bạn con ở đây cũng được vài tháng, nó cũng quen nhà rồi. Từ ngày có chú Kim Lý xuất hiện á, con cảm giác như có một người mẹ thứ hai vậy. Thầy mày khùng quá à. Đó, con thấy nè, nay giao thừa cho nên con làm mâm cơm á. Nè, cái món đầu tiên á là món mà canh khổ qua. Canh khổ qua ý nghĩa gì? Tức là những cái khổ trong cái cuộc sống vừa rồi, trong năm rồi là qua đi hết. Món thứ hai đó, nè đây nè, là món cua Cà Mau. Cua Cà Mau? Cua đực hay cua cái vậy? Cua đực. Sao con biết con cua đực? Bởi vì con cua đực á là con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng cua trai. Như vậy là đọc bài thơ là mình biết cua đực hay cua cái. Đúng rồi. Vậy mình gặp con cua cái phải phân tích làm sao nè? Ủa đơn giản mà ông nội. Thì con cua cái y chang cua đực thôi. Con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng cua cái. Hay Rồi món tiếp theo á là món thịt vịt kho gơm. Thịt vịt kho. Trời. Gì ba? Vịt đực hay vịt cái vậy? Vịt đực luôn. Con vịt hay múa, nó múa làm sao? Nó rụt cổ vào, nó xòe cánh ra. Ôi là la, ha, 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 là con vịt đực á. À, con vịt đực nó kêu ố là la. Dạ. Ủa còn cái trái này mà... Trái mãng cầu. Sao lại là mãng cầu? Thì nó mới vô dần với nhau. Ý nghĩa mâm cơm nè, cầu mau qua vịt. Hay quá. Ý nghĩa, ý nghĩa. Nhà ta nói riêng cũng như là cả nước nói chung, yeah, phải gánh cái dịch bệnh mà nó ai cũng khổ hết. Cầu mong phù hộ độ trì một năm không còn dịch nữa. Ai mà đang đói khổ thì ước gì có cơm có cháo mà ăn, chứ thấy tội quá. Muốn cháo có cháo. Cháo gì? Thì cháo đâu nội, cháu dâu. Cháu dâu là gì? Là cháu dâu. Ê, đau. Bà ơi. Ai đây? Dạ, con xin chào cả gia đình của mình. Con tên là Kim Đào, con là bạn gái của anh Gấm. Ủa? Ôi, chị em nói đi. Ông nội làm gì bạn gái không vậy? Tại sao vậy? Quỳ xuống. Ông nội. Lẹ. Đã dặn là không được phụ nữ bước chân vô nhà này. Đưa dao phong đi. Chú ơi đừng mà chú. Lẹ. Chú ơi. Trời ơi. Chú ơi đừng mà chú. Đưa đây. Chú ơi đừng mà chú. Chú ơi đừng mà chú. Đừng mà chú. Chú ơi. Chú ơi đừng. Đừng mà chú ơi. Đừng mà chú ơi. Ủa mày, sao vậy hả? Tụi bay đánh bóng chuyền hả? Hát lại gia ca của gia đình ta. Ôi đàn bà là những niềm đau. Niềm đau. Đau chưa? Dạ con đau. Đau cho nhớ bà. Hát câu 2. Ôi đàn bà như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba ơi. Con, mai ra chợ mua một ký rau muống
một ký xôi, một ký thịt bò, một chai nước tương, trộn lại cho nó ăn. Mỗi khi mà vết thương này ngứa lên, nó rờ, nó sẽ nổi lên ba chữ hận đàn bà. Không, tại sao vậy? Tại sao lúc nào ông cũng mang suy nghĩ là hận đàn bà, hận đàn bà? Ông có biết chính cái suy nghĩ đó đã hại một đời người con gái? Người con gái đó đã định chầm mình xuống sông bỏ lại chồng và con không hả? Hả? Kim Lý. Mai mua. Vô đây chú xức dầu cho. Vô xức dầu đi. Vô con. Ta nói một lần nữa, trong gia đình này, nếu như bất cứ thành viên nào không nghe lời ta, thì ta sẽ chết cho cái con dừa lông. Con chào ông. Ba ơi, con đây... là ai mà mặc giống con mèo vậy? Đây là bạn của thằng Gấn. Ba má con gửi cho ông Tết nhất nè, gửi chục trứng để ông nấu chè. Cái này ăn chè trứng năm mới ngọt lắm không? Ba ơi, chắc để vô con luộc cho ba. Không nha. Được, chắc chắn trong đây sẽ có trứng cái. Phải đích thân ta lựa những cái trứng cái này và tiêu diệt nó. Ủa, làm sao mình phát hiện được ba? Bởi vì nó có cái mèo của nó. Mẹo là gì ba? Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lại lạc, luộc lộc lẫm. Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lộc lộn, luộc lại lẫm lộn lẫm. Ủa mà cứ luộc cứ lẫm hoài sao biết trứng nào trứng cái, trứng nào trứng đực hết? Tao biết tao làm con mày. Phải sức nó mới hết chứ. Chú ơi, con bận áo, chú có sức cho cái áo bằng ngoài mà sao dầu nó thấm được? Cái dầu này hay lắm, cái dầu này ta phát minh ra là có những cây kim ở trong cái dầu này nè. Đó là nó đâm vô áo, rồi cái dầu đi theo cái đường kim nó đi vô trong cái thịt của mình. Nên ta mới gọi là dầu gió kim đó con. Ủa vậy hả chú? Ừ. Coi ai tới thăm nè. Anh! Mày là nào? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái gì đó, em là Kim Đào nè. Trời! Ủa nào? Sao suy em cải trang nam vậy? Trời ơi, em đâu có biết đâu. Tự nhiên cha với chú đưa em ra ngoài, xong rồi đưa cho em bộ đồ này em mặc nè, rồi kêu em đi mua một chục trứng rồi vô đây ông nội mới cho vô nhà đó. Trời ơi, vậy là qua mặt được ông nội hả ba? Mày có nóng không? Ủa, mắt gì nóng? Mắt gì đâu nóng. Ủa, sao anh nóng như người ta? Ủa, sao gì? Ôi trời! Phỏng lưng rồi kìa. Ôi có sao con? Không mà để con thổi cho con. Đào ơi, nãy giờ chú thấy gì chưa? Thấy cái gì đâu. Trời ơi, người ta đã cướp đi đôi mắt của tôi rồi. Cái gì vậy? Tiền xuất dầu cho tôi vậy? Cái gì đây? Quạt vô. Đúng là dầu gió. Mới phát hiện có tổng cộng là 9 cái trứng cái và 1 cái trứng đực mà thôi. Giao thừa rồi, thôi đi về đi. Cầm trứng đi về đi. Ông nội, bạn con qua tặng quà cho ông nội chưa mời được bữa cơm, ông nội đuổi bạn về ông nội. Giao thừa là cái ngày đoàn viên, cái ngày sum họp gia đình. Con bên dây đằng chi con đi về đi. Trời, gia đình con không cần con sum họp đâu ông ơi. Sao vậy? Ba má con nói là con kỵ tuổi nên không cho vô nhà. Để bây giờ con qua nhà mình chơi. Qua nhà chơi hả? Dạ. Thôi có được đâu con ơi, đi được, về đi. Được mà ông nội. Con không có qua chơi không đâu. Con có giúp được ít trong nhà mình á. Thôi đúng rồi đó ba, nó qua nó giúp đỡ gia đình mình được gì á ba. Giúp được không? Ông thấy con vậy thôi chứ là có nhiều điều mà con biết mà gia đình mình không biết đâu đó. Thôi bạn con giỏi lắm ông ngoại. Giỏi không? Bây giờ con nói thử coi cái gì mà con biết mà gia đình ông không biết. Con biết tất cả những phong tục tập quán về Tết của người dân Việt Nam mình. Hay ho vậy ta. Dạ. Đâu, con biết gì con nói cho ông nghe coi. Ê, cái gì vậy? Muốn quét nhà phải có rác. Mình phải quét vô như thế này không được quét ra. Ủa mà quét vô như vậy là nó có ý nghĩa gì con? Dạ có ý nghĩa là tài lộc sẽ vô nhà mình, không có qua nhà người ta đâu. Tao nói bên này mà. Không sao bên này nè. Mày cứ cãi tao nói để bên này đi. Thẩm mỹ không sao bên này, tao mới đúng bên này. Sao kỳ quá. Hay quá ông ơi. Trong nhà mà đang gây lộn như thế này ha, mà pháo bông nổ đùng 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 đùng, giao thừa tới là cả nhà phải lời hay ý đẹp, không được chửi nhau, không được gây lộn với nhau. Tao nói để bên này. Tôi nói là đem qua bên này, có nghe không? Không có được đâu. Ông lì như trâu, mắt ông bị lé thẩm mỹ hay gì?
Chắc tao đánh mày quá. Ông nói là như Thư Hiền, xin phép giả vô mặt ông một cái. Chắc tao đứng yên. Cứ như vậy là gia đình của mình hả sẽ vui vẻ đề huề cả năm luôn đó ông. Ừ, còn cái gì mà con biết nữa hay không? Trời ơi, còn cái này quan trọng lắm ông ơi. Cái gì con? Đó là xong đất. Xong đất? Xong đất có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người mà đi vô nhà mình xong đất đầu tiên đó là phải hợp tuổi với gia chủ. Nếu không á là nhà mình không làm ăn gì được hết trơn á. Thôi thì con đi về đi, con đi về đi. Ủa, con không có hợp tuổi với ông. Sao mà không hợp tuổi? Con tuổi con heo mà hợp cái gì? Con tuổi con rắn. Tuổi con rắn? Dạ. Wow, như vậy là hợp lắm mà nghe. Sao hợp ông? Bởi vì ông tuổi rồng và con tuổi rắn. Người ta nói là rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc con chủ nhà hô. Coi nhà không? Ai vậy? Trời ơi. Ủa? Ủa? Vui quá trời ơi, lâu quá. Ai vậy? Ai vậy? Làm lại. Ủa? Lạ quá trời mấy. Làm lại lần nữa. Không, mệt rồi, mệt rồi. Không quẩn đâu là ba rồi, tôi nhận ra đây nè. Ba vợ. Con ghế nuôi. Con người ta nè cũng ôm luôn. Ông ngoại. Con cháu trong nhà. Con heo. Ủa nhà mình đang tích lớn dữ ông, cũng heo quay nữa nè. Không, con phải con heo. Ông giỡn á. Bạn con ngoại. Ủa anh xui hả? Ừ tôi nè. Ơi nhận ông ra mắt mũi tèm nhèm. Ông sao á? Tao đợt trước tóc tém, giờ để tóc dài rồi ông. Để tóc thề đó ông. Ờ ông thề gì vậy? Tôi thề là tôi sẽ lúc nào cũng trẻ đẹp hơn ông. Ông này cứ vậy hoài. Ác dữ à, mấy năm rồi ông có về dưới chơi thăm tôi đâu. Cũng không có cho mấy đứa nhỏ về nữa. Năm nay là tôi coi như là tôi bén mảng lên đây ăn tết ké gia đình mình luôn. Ở dưới là có quà hết nha. Anh cứ vậy cứ khách sáo hoài. Đây, cái này là của nhà chồng được. Chắc chắn ông anh sẽ thích. Cái gì á? Mít tấu nữ. Cái này mít tấu nữ. Nữ ở nhà chồng được ngon lắm. Mùi ghét nữ. Không thích tấu nữ thì thôi. Thì thôi có cái này cho ông nè. Ở dưới quê làm ruộng không hà, không biết cái gì quý giá cho ông cho nó phù hợp, cho nó xứng đáng. Thì thôi bấm bụng mua đại cái này tặng ông. Hộp nữ trang. Nữ. Nước D 8 ly rưỡi. Nữ. Thôi coi như ông cho con làm cô hồi môn nha. Ừ, cái gì vậy? Cái này là tôi tặng ông xui mà. Thằng Gấn nó cần hơn. Nó sau này nó sẽ có gia đình, mình cho nó làm cô hồi môn. Rồi thôi đàn ông cũng không thích xe xua nữ trang đúng không? Tôi biết ông cái này không có chạy đâu khỏi hết trơn á. Nằm vô tủ như kỳ vô phong mà. Rượu nữ nhi hồng. À vậy được nè, được. Đừng. Ba ơi, ba ơi. Nữ. Ủa mắc gì ghét? Đem tặng đồ nữ không vậy? Ủa ông mắc cười quá. Tôi ở dưới quê tôi xách nách mang quà lên đây cho ông mà mắc gì ông chửi ông mắng tôi. Đàn ông mà không thích nữ, bộ ông yếu hả? Dạ dạ này. Ngày giao thừa, ngày đầu năm mà để gây lộn vậy là không có nên. Ngồi xuống ăn chung với nhau bữa cơm đoàn viên này có phải vui hơn không? Dạ. Đúng rồi. Cuối năm mình ăn bữa cơm đoàn viên coi như là chuyện cũ mình bỏ qua xí xóa làm quê. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Không có ăn uống gì hết trơn á. Mắc cười quá, đàn ông mà sao không thích nữ? Mắc mớ gì không thích nữ? Không được nói nữ nữa. Nữ. Ba ngoại. Ba, con cũng thắc mắc y chang như là ba vợ con vậy đó ba. Dạ đúng rồi ông nội. Sao vậy ông nội? Nếu như mọi người muốn biết, tôi sẽ thành tâm trả lời. Đó là một câu chuyện buồn. Ngày xưa tôi và vợ tôi yêu nhau tha thiết. Một ngày nọ tôi đi làm, vợ tôi mới đạp xe đạp chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Cô ta đang chạy khát nước khô cổ họng. Thế là nhìn xa xa, cô ta thấy một cái ổ gà chưa đầy nước. Cô ta mới chạy lại rửa chân cho đỡ khát nước. Cuối cùng cô ta lại có thai. Lúc đó tôi đang xét vé thì cô ta bồng đứa con trai đưa cho tôi. Và cô ta leo lên chiếc xe đạp chạy mất hút. Tôi hận phụ nữ ngay lúc đó.
Đúng là một câu chuyện buồn mà. Nhưng mà ông anh ơi, cái chuyện này cái chuyện cá nhân của anh, thấy không? Chứ anh đâu có thể quy chụp hết tất cả phụ nữ trên đời này là xấu như vợ anh được. À, trong nhà không thể nào thiếu vắng hình ảnh của người phụ nữ, nhất là trong những ngày tư ngày Tết như vậy, thấy không? Cho nên là ông bỏ cái định kiến của ông anh đi, phải có phụ nữ trong nhà. Không, không cái gì. Ba ơi, hai ba ơi, không khí nó căng thẳng, cuối năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua thôi. Ăn cơm. Sáng giờ đi xe đói bụng quá con ơi. Dạ, mời. Rồi thôi mời cả nhà nha, mời ông anh xui. Ăn cơm đi mọi người. Rồi ăn cơm. Dạ con mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý, mời mọi người ăn cơm. Ăn đi con, đây nè. Đồ ăn này ngon nè. Nè. Con ăn thêm. Alo, đi chứ. Có chuyện gì? Xui ơi. Từ từ đi, hôm nay là ngày giao thừa mà. Đi anh ơi. Cái chuyện nó để qua được không? Alo. Thì giờ đó tôi tính sao vậy nha. Thôi nha. Dạ ăn cơm. Dạ rồi. Ông nội ngoại. Nhà mình mời ba mời chú Kim Lý ăn cơm. Ăn cơm đi con. Mời mọi người ăn cơm nha. Trời ơi. Nhỏ nữa cứ gì? Alo. Cái gì vậy? Đúng rồi, tôi để qua giao thừa đi. Đang ngồi ăn cơm mà cứ gọi hoài. Thôi nha. Mới đi được. Rồi thôi. Nói hoài thiệt á. Ở dạ, cái nhà ăn cơm. Dạ ăn cơm. Dạ mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý ăn cơm. Dạ. Thôi nghỉ khỏe đi. Ủa mình ăn cơm với nhau bữa không được hả ông anh? Dạ được, dạ được. Làm cả năm rồi đầu tắt mặt tối rồi. Bữa này có bữa cơm đoàn viên thôi mình ăn với nhau mấy phút không được sao mà cứ gọi điện thoại hoài vậy? Dạ, cầm đũa lên ăn giùm tao một cái. Gì đâu à? Dạ. Thôi. Đánh nó bỏ điện thoại xuống. Thôi bây giờ tôi chơi cái trò này nè. Tất cả điện thoại đưa ra hết. Tôi cũng đưa luôn. Gì vậy? Ai mà có tin nhắn hay là điện thoại gì đó phải mở cho tất cả mọi người cùng nghe. Dám chơi không? Ủa, là bí mật đồ bị công khai hết hả ba? Phải công khai hết. Mình người trong gia đình không mà sợ gì. Với lại cuối năm rồi, mình coi như là mình chia sẻ hết tất cả bí mật mình đón năm mới luôn. Dám chơi không? Tôi già rồi, có đâu dám chơi. Được. Con cũng vậy, công việc làm ăn không có gì. Đúng dạ. Là con rể. Điện thoại con cũng sắp hết pin rồi. Rồi người trong nhà chơi hết rồi, người dưng mắt gì sợ? Con có gì đâu để giấu. Chơi chơi. Con xin phép cả nhà con về. Về. Ủa? Sao con lại về? Dạ tại con thấy con không hợp tuổi với gia đình mình. Bậy, con tuổi con rắn, ông tuổi con tuổi con heo. Con heo. Con lương lẹo nha. Con là con heo. Cái nhà này không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra đâu con. Bỏ điện thoại xuống. Cơm đi. Ăn cơm đi. Điện thoại của con kìa. số lạ, không phải đâu, để con tắt máy. Con à, trước lạ sao quen. Mở máy đi cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ alo, cho hỏi có điện thoại chị Đào mà. Chị Đào cái gì? À, anh Đào. Anh Đào. Ủa là anh Đào chứ phải chị Đào hả? Anh Đào nói cái gì, nói nhanh lên đi trời. Đào, đúng vậy. Anh ơi, em có lô đất ngọt đẹp lắm, ngang 2, dài 4, mà chiều sâu vô cực luôn. Chiều sâu, chiều sâu, bình dương á. Gia đình có nhu cầu không? Em giới thiệu cho, giá rẻ lắm. Xin lỗi em, gia đình chị không có yêu cầu gì hết. Dạ, gia đình anh không có yêu cầu gì hết. Rồi thôi, để dành xài đi nghe. Dạ, bán đất nền ông ơi. Ông. Thôi ăn cơm đi. Nó hay vậy lắm. Dạ, ăn cơm. Dạ, ăn cơm. Để nó mất vui. Điện thoại của con mà số lạ chắc cũng gọi lô đất nền nè. Con này ơi, vẫn câu nói cũ, trước lạ sao quen. Thì có ở đâu, con không có gì mà, bình thường. Alo. Alo, bà. Trời ơi, quỷ thần ơi, một trời trốn ra mục tiêu cho bà. Bởi có cái màu sơn này đẹp dữ lắm. Bữa nay là 30 rồi, tôi dắt đi sơn đi mùng 1. Trời ơi, đi chúc Tết là trang trình lớp, kêu đứng lại nó nói lớp vô đó. Ủa là sao vậy? Đàn ông mà đi sơn móng tay, lớp du, rồi còn đi cua trai. Ủa vậy là sao vậy con? Con đồng tính. Con ở bên nhà này suốt thời gian qua là vì con thương anh Bần. Chuyện này là sao vậy anh xui? Chuyện này dạ cái chuyện này con thấy bình thường mà ông ngoại ông nội. Con thấy bình thường lắm luôn á. Ngày đầu tiên là con gặp chú Kim Lý đi với ba con á, là con đã biết là hai người vậy rồi.
Đầu óc tôi nó già rồi, nó chậm quá, để tôi sâu chuỗi lại cái sự việc này. Không có ba, con có vợ rồi. Con có vợ, con là con rể của ba. Con có vợ rồi. Là chồng của con Cẩm Ly. Ủa rồi con Cẩm Ly đâu? Ủa con gái tôi đâu không anh? Mấy tháng trước Cẩm Ly nó về đây không về nhà ông hả? Cẩm Ly vợ con chứ mới về quê hôm qua. Ủa chưa gặp ba hả? Con thấy là chú nãy giờ ra chơi đủ rồi, giờ chú bắt xe chú về giùm con đi chú. Cái gì vậy con? Cái này nhà của con rể chú mà mắc gì con người dân mà con đuổi chú đúng không con? Giờ mà chú ở lại thêm giây phút nào nữa là chết con đó chú ơi. Con mắc cười quá, nhà người ta chết cũng đi về đi. Nhưng mà chú đừng có ở lại đây nữa. Lần trước chú ở đây người ta nói chú ăn cắp mấy lít gạo người ta. Người ta nói chú ăn cắp gạo. Trời ơi, con tôi mà, cháu tôi mà. Thôi được rồi, tôi sẽ ra bên xe tôi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe tài nhất tôi về quê liền. Tôi không bao giờ ở lại đây một giây phút nào nữa. Nhưng trước tiên tôi phải gọi cho con Ly con tôi. Ba ơi, đừng mà ba. Đấu chuông, đấu chuông con. Ủa tại sao tôi gọi số con Ly con tôi mà. Trời ơi, ba ơi, không lẽ cậu ông ngoại giết con Ly con tôi để cậu cướp tài sản rồi cậu cướp chồng nó? Cậu nói đi, cậu giết người gần của cậu nói đi. Ba ơi, con phải vậy không? Kim Ly, con Cẩm Ly của ba nè ba. Ly ơi, sao mà ra nông nổi vậy hả con? Con xin lỗi ba, tại vì ba lúc nào cũng nói hận đàn bà, rồi hà khắc cái con dâu, cho nên con phải cải trang để được gần con. Sao số tôi cay nghiệt như vậy? Tại sao vậy ông anh? Rồi mày có biết cái chuyện này không hả Bần? Dạ thưa ba con biết, nhưng mà tại vì ba của con khắc khe quá, lúc nào cũng chèn ép vợ con, cho nên vợ chồng con mới bày ra cách này rồi thưa ba. Trời dạ ơi, thưa ông nội, con cũng biết cái chuyện này. Ly ơi, ba xin lỗi con Ly, cũng tại ba ích kỷ, ba hận đàn bà, cho nên cháu của ba, con của ba và con dâu của ba phải khổ như thế này. Ba sẽ không như vậy nữa, ba sẽ không ích kỷ nữa. Bây giờ ông hứa đi, ông phá bỏ lời thề, lời nguyền trong nhà này đi. Tôi hứa, tôi không ích kỷ nữa, tôi sẽ phá bỏ lời nguyền. Thiệt không nội? Thiệt à? Ông nội hứa. Có cảm ơn ông nội. Vậy là Tết này ông nội có cháu dâu rồi đó ông nội. Hả? Cháu đây nè ông nội. Dạ. Ủa, con xin chào ông nội, con là Đào chứ không phải là Đào. Là con là Đào? Dạ. Trời ơi, như vậy là kể từ nay gia đình chúng ta có nếp có tẻ, có trai có gái, cho thuận hòa với các con. Dạ.